Vụ âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa, nỗi đau xé lòng của những người ở lại. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi khai quật thi thể chị NTH, 29 tuổi, vào ngày 31 tháng 12, người từng làm điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong để phục vụ công tác điều tra, rất đông người thân của chị Hát có mặt tại Nghĩa Trang, trung tâm thành phố Thái Bình. Ai cũng tỏ vẻ lo lắng và xót thương cho số phận người phụ nữ xấu số, bị chết oan trái bỏ lại ba đứa con thơ vẫn còn nhỏ dại. Trong nỗi đau đó, có bà NT Thu, cô ruột của chị Hát, ngồi thẫn thờ ngắm nhìn hình ảnh người cháu gái xấu số cùng ba đứa con nhỏ trong tấm ảnh điện thoại. Nước mắt lưng tròng nói Cháu tôi từ trước đến giờ luôn sống hòa đồng hiền lành, chịu thương chịu khó, chẳng để ai phải trách cứ điều gì. Cháu tôi và ba con của nó đẹp như tranh vẽ thế này mà lại bị chết oan chỉ vì cốc trà sữa của kẻ ác nhân. Nỗi đau này làm sao gia đình tôi nguôi ngoai được. Cuộc sống vốn đã khổ, khi chết oan trái, giờ nằm xuống mồ rồi mà lại bị đào lên. Dù rất buồn, nhưng bà Thu cũng nén đau thương kể lại sự việc. Ngày mùng 3 tháng 12, cháu tôi đi làm bình thường và đến khoảng 10 giờ thì vào phòng nơi làm việc, lấy cốc trà sữa uống sau khi được mời, Vừa đưa vào miệng thấy có mùi lạ nên đã nhổ ra, vậy mà chất độc đã kịp ngấm vào khiến nó tử vong. Tôi nghe các bác sĩ nói lại, sự việc xảy ra nhanh lắm, lúc đầu ai cũng nghĩ là đột quỵ nên khi tử vong đã đưa về nhà an táng. Đến mãi sau này công an nói, cốc trà sữa có độc, mọi người càng vô cùng bàng hoàng. Theo những người thân và đồng nghiệp, không chỉ là người có trách nhiệm với gia đình, chị Hát mới được vào biên chế và được đồng nghiệp đánh giá là có năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm. Vậy mà vừa chuyển về khoa nội Bệnh viện Phổi Thái Bình được vài tháng thì chị Hát đã mãi mãi ra đi theo cách không ai ngờ tới. Cũng có mặt tại Nghĩa Trang, ông họ của chị Hát chia sẻ. Giờ đây, điều gia đình mong muốn nhất là công an sớm làm sáng tỏ vụ việc để vong linh cháu sớm được siêu thoát. Đồng thời gia đình mong muốn kẻ gây ra tội ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trách nhiệm với ba con thơ và mẹ già của Hát. Ông của chị Hát cho biết thêm, khi mới xảy ra sự việc, dù ai cũng nói cháu ông bị đột quỵ, nhưng ông đã có những nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của cháu mình. Bởi cháu ông còn trẻ, áp lực công việc, gia đình không có gì là ghê gớm, nên nói Hát bị đột quỵ có phần không hợp lý. Ông chị Hát nói, khi bệnh viện thông báo là do đột quỵ, vỡ toàn bộ mạch máu, tim không thể cấp cứu được, tôi đã có những nghi ngờ một người khỏe mạnh thì không hà cứ gì lại đột quỵ được. Sau này khi công an thông báo thì đúng là như vậy, bởi trong trà sữa có chất độc cực kỳ mạnh, chỉ trong vòng thời gian ngắn đã làm phá hủy mạch máu, không thể cấp cứu được. Với những người trông coi Nghĩa Trang Nhân dân thành phố Thái Bình, tức Nghĩa Trang Trung Tâm, hôm diễn ra đám tang chị hát, ai cũng xót thương vô hạn, đặc biệt hình ảnh ba đứa con thơ, trong đó một cháu mới 15 tháng tuổi, con chị hát, đã phải đội khăn tang tiễn mẹ khiến nhiều người không cầm được nước mắt xót thương. người quản trang nói, từ hôm hát đưa về đây ăn nghỉ, người chồng hôm nào cũng ra mộ vợ. hôm nay khai quật, anh ấy không dám vào trong mà để hai người anh của mình vào chứng kiến. có lẽ anh quá đau đớn, không muốn nhìn thấy vợ mình đớn đau thêm một lần nữa như vậy. độc quyền, em gái dùng da trai đùa đầu độc chị họ. Thưa quý vị, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hiện đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc em gái âm mưu đầu độc chị họ Hồng độc chiếm tình cảm từ anh rể, khiến một người tử vong gây xôn xao dư luận. Nghi phạm trong vụ việc được xác định là Lại Thị Kiều Trang, 25 tuổi, ngụ Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Hiện đối tượng này đang bị cơ quan điều tra tạm giữ. Chia sẻ độc quyền với đất Việt vào tối ngày 28 tháng 12, một nguồn tin cho biết chất độc mà đối tượng Lại Thị Kiều Trang sử dụng là natri Chất độc này được đối tượng mua qua mạng. Được biết, natri cyanur là chất kịch độc. Natri cyanur có mùi tương tự như mùi quả hạnh, nhưng không phải ai cũng có thể ngửi thấy do đặc điểm di truyền. Các muối cyanur thuộc về số các chất độc có phản ứng nhanh nhất, chỉ cần từ 50 đến 200 mg cyanur hoặc hít phải 0,2% khí cyanur có thể giết chết ngay lập tức một người trưởng thành. Nguồn tin cho biết thêm, có thể đối tượng đã tìm hiểu kỹ về chất độc này trước khi sử dụng đó. Như đã đưa tin, Ngày 3 tháng 12, Công an thành phố Thái Bình nhận được tin báo của chị NTH 29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên thành phố Thái Bình, công tác tại bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình, tử vong bất thường tại nơi làm việc. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tiến hành điều tra vụ việc. Qua đó, Công an thành phố Thái Bình nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H. Tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan, cơ quan điều tra phát hiện anh BVQ 30 tuổi, ngụ Kiến Dương tỉnh Thái Bình, Chồng của chị HI 30 tuổi, ngụ Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, cán bộ điều dưỡng bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình, có quan hệ tình cảm với Lại Thị Kiều Trang, em họ của chị Y. Thời gian gần đây anh Quy cảm thấy không còn tình cảm với Trang nên đã đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ. Không cam chịu mất đi người tình, Trang nảy sinh ý định đầu độc chị Y. Qua tìm hiểu trên mạng, Lại Thị Kiều Trang mua chất độc dạng lỏng, sau đó Trang đổ số chất độc này vào 6 cốc trà sữa và nhờ người gửi đến bệnh viện phổi Thái Bình cho chị Y. Do chị Y không có ở bệnh viện, nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính. Khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 12, chị NTH lấy từ tủ lạnh ra một cốc trà sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị H chạy vào nhà vệ sinh rồi ngã gục. Thấy vậy, một số người đã đưa chị H xuống phòng cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Từ những thông tin thu thập được, ngày 26 tháng 12, Công an thành phố Thái Bình đã triệu tập lại thi Kiều Trang lên trụ sở làm việc. Bước đầu Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.